Hãy bể để cho chị nổi lên. Chán thiệt. Chị đâu có, đâu có liên quan gì đâu lắm. Chị đừng có nói nữa. Bây giờ trước mặt mọi người chị nói thiệt đi. Chị nói thiệt. Bây giờ đã đến phần quan trọng. Đây là tất cả những gì mà các bạn fan hâm mộ dành tặng cho chị Nhi. Sinh nhật nào mà không có quà và không có bánh kem đúng không các bạn? Và bây giờ xin mời chị Nhi nhận món quà đầu tiên của FC. Đó chính là một đoạn video clip. Một đoạn video clip ngắn. Xin mời. Em không có
lời mình nói. Em chỉ biết nói là chúc chị đủ mới thành công, vui vẻ, cùng một cách chị vậy. Luôn luôn hạnh phúc nha chị. Happy birthday chị Diệu Nhi. Luôn luôn yêu chị, hâm mộ chị. Ông này chết lâu quá. Chúc bà Cherry Farm của Nhi chúc Nhi bằng cách nào các bạn? Em hơi bị xuống khỏi không? Em đúng, đúng cái tông, đúng cái tông này. Đều quá nè mấy đứa ơi. Hay quá. Đây nè rồi, dùng nhau nè rồi. Ước mơ Nhi được mừng vui mọi ngày. Mỗi ngày, happy birthday, love you, nhiều nhé.
FC Cherry Farm xin chúc mừng sinh nhật chị Diệu Nhi. Vâng, thưa các bạn, đây là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của chị Diệu Nhi nằm trên tấm bảng này. Khi vừa sinh ra và lớn lên, và lúc hồi xưa rất là xấu thưa các bạn. Bây giờ thì đẹp dần, đẹp dần, đẹp dần, và bây giờ đây, thưa các bạn, Diệu Nhi của năm 2017. Happy birthday to you. Công nhận fan của chị hát giống chị quá. Hôm nay chị dạy đó em. Dạ, em cầm cho. Thật ra thì chị cảm thấy rất là hạnh diện khi mà FC Cherry Fan của Nhi đã hoạt động được 3 năm rồi và luôn mang đến cho Nhi những cái niềm vui và những cái sự bất ngờ. Tại vì offline năm nào cũng vậy hết, là Nhi sẽ Nhi chỉ việc trừ lịch cho các bạn và các bạn sẽ là người làm hết từ đầu tới cuối luôn. Và Nhi thật sự Nhi cũng không có biết là mọi người sẽ chuẩn bị như thế nào. Nhi chỉ là liên hệ với lại Phát La để nhờ Phát La làm MC để hoạt náo cùng với Nhi cho mọi người. Thì hôm nay đã đặt ở nhà rất là nhiều khi mà suy nghĩ đến những cái điều mà các bạn sẽ làm cho mình bất ngờ, sẽ làm cho mình xúc động. Tại 2 năm trước á, mình không có kịp được, mình xúc động mình khóc thì hình lên rất là xấu. Cho nên ngày hôm nay Nhi muốn theo đuổi hình ảnh đẹp rồi, cho nên là sẽ cố gắng kịp để không có khóc. Rồi mai mốt là mấy bạn FC lại năm sau mà làm update lại tiếp tục đem những cái hình ảnh khóc của năm nay ra chọc Nhi nữa. Nhi cảm thấy rất là xúc động vì đặc biệt là bạn Trúc Dương là trưởng của FC Cherry Fam đã điều hành các bạn rất là tốt. Và mọi người cũng như bài hát lúc nãy như nó, có những lúc mọi người cũng thank you các bạn chưa có hiểu nhau, nhưng mà đến ngày hôm nay thì Nhi tự hào mà nói là các bạn giống như là gia đình. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ đó chính là nghi thức cắt bánh của hai bên ạ. Rồi, cái này lát hồi chị Nhi sẽ đem về nhà chưng nha. Và bây giờ sẽ cắt bánh và ướt đi ướt nha chị Nhi. Cho xin một cái con knife đi. Con dao á hả? Hả? À, gì? Con dao kêu rồi. Và nhớ cái bánh hả? Sao giấu dữ vậy? À đây đây đây, rồi. Ok. Rồi. Mời chị Diệu Nhi. À chị ướt đi, chị nhắm mắt lại đi. À chị nhắm mắt lại nè, chị ướt xong rồi chị sẽ cắt cái. Và điều ướt của chị sẽ dạ. Rồi chị ướt xong chưa? Rồi, chúc các bạn xin một tràng pháo tay để điều ướt của chị Diệu Nhi sẽ thành sự thật vào năm 2018. Suốt 3 năm nay có những bạn ở lại, có những bạn ra đi, có những bạn vì công việc gia đình không có thể có thời gian của bạn. Chị nghĩ là sẽ ngồi xuống với những cái ghế này, ngồi xuống. Bây giờ sẽ cùng chụp tấm hình nha. Thank you.
hôm nay cũng như là quý báu đã dành thời gian đến dự buổi offline Quick and Meet Diệu Nhi 2017. Dạ, và bây giờ đã đến phần tự do trao đổi. Là xong rồi đó chị, ai muốn làm gì làm đó. À, như vậy là chương trình của chúng ta